Trên iPhone 11, rất nhiều tính năng được đồn đoán sẽ có trên iPhone 11 trước khi loạt iPhone mới của Apple ra mắt. Thế nhưng, Apple đã khiến không ít người bị hụt hẫng và thất vọng, mặc dù những tính năng này hầu hết đều đã tồn tại trên các smartphone Android đầu bảng hiện nay. 1. Sạc không dây ngược. Trước khi iPhone 11 ra mắt, nhiều tin đồn cho rằng iPhone 2019 sẽ hỗ trợ sạc không dây hai chiều. Với tính năng này, người dùng có thể sạc iPhone mới qua sạc không dây, ngoài ra cũng có thể dùng chính iPhone để sạc cho các thiết bị khác như Apple Watch, AirPods. Đây cũng là một tính năng đã được trang bị cho nhiều flagship Android như Galaxy S10, Galaxy Note 10 hay Huawei P30 Pro. Thế nhưng tính năng sạc không dây ngược tiếp tục không có với cả ba mẫu iPhone 2019. 2. Bút Apple Pencil Một tin đồn khác cũng khôn trở thành hiện thực đối với iPhone 11 là bút Apple Pencil. Bút Apple Pencil đã được Apple trang bị cho iPad Pro. Tuy vậy, nếu dùng cho iPhone thì chiếc bút cần phải được thiết kế lại cho nhỏ gọn hơn và điều quan trọng là hỗ trợ các phần mềm. Càng không thể so với các tính năng với bút S Pen của Note 10 mà Samsung trang bị cho flagship mới nhất của hãng, như việc vẩy bút để điều khiển từ xa, vẽ sticker với AR Doodle lên ảnh hay video. 3. Kết nối mạng 5G Mạng băng rộng thế hệ thứ 5 5G đã bắt đầu được các nhà mạng tại một số quốc gia đưa vào thương mại hóa. Nhiều hãng smartphone Android cũng đã tung ra các điện thoại hỗ trợ kết nối 5G để tận dụng tốc độ của mạng này. Apple cho biết, hãng đã lên kế hoạch trang bị 5G cho iPhone 2020 và tính năng này chưa xuất hiện trên loạt iPhone 2019. Trên thực tế, tính năng này cũng chưa thực sự tận dụng được lợi thế của nó ở thời điểm hiện tại do mạng 5G chưa phổ dụng. 4. Bộ nhớ lưu trữ mở rộng. Đây là một trong những tính năng mà hầu hết các smartphone Android đều hỗ trợ, thế nhưng đến nay Apple vẫn từ chối làm điều này bằng việc không hỗ trợ thẻ nhớ mở rộng cho iPhone. Nhiều người dùng ưa chuộng smartphone Android hơn vì thường hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ microSD, cho phép bổ sung dung lượng lưu trữ với giá rẻ hơn trên điện thoại. Điều này cũng giúp người dùng sao chép các tệp dung lượng lớn từ smartphone này sang smartphone khác một cách dễ dàng. Apple chọn hình thức tăng dần dung lượng bộ nhớ trong cho iPhone theo từng năm, nhưng người dùng phải trả giá đắt đỏ cho điều này.